Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là sự thay đổi, một quá trình thay đổi của một cái bạn thanh niên trẻ. Tên là Võ Trần Đạt. Bạn Đạt ngày xưa là học cùng đại học với mình. Thì bạn nó rất là gầy gò, ốm yếu. Nhưng mà gần đây khi mình gặp lại bạn Đạt thì bạn ấy đã có một cái thân hình khỏe mạnh, lực lưỡng hơn. Thì chúng ta sẽ tìm được quá trình thay đổi của bạn ấy như thế nào. Ok, xin chào bạn Đạt. Chào chị. Lâu rồi không gặp, thế thì mình thấy Đạt khác. Thế thì Đạt có thể cho mình biết là cái động lực nào để Đạt đã biến đổi cơ thể của mình được như ngày hôm nay? Thì thật ra về cái động lực của mình để mà giúp cho mình có một cái suy nghĩ và thay đổi về cái bản thân của mình đó, thì đầu tiên là mình cảm thấy về cái sức khỏe của mình đó. Thì trước đây mình tham gia rất là nhiều hoạt động thể thao, nhưng mà vì mình đã tham gia thể thao thì mình mang tính cạnh tranh rất là cao và mình mong muốn được thi đấu. Nhưng vì lúc đó cái điều kiện cơ thể trạng của mình nó không đáp ứng đủ cái điều kiện tập luyện, cho nên là mình đã không được những cái ban huấn luyện viên trọng dụng lắm trong cái vấn đề tuyển chọn và đi thi. Thì đó là đầu tiên là cái sức khỏe, và thời điểm đó mình cũng dễ chấn thương và hay bị bệnh nữa, cho nên mình rất là áp lực. Còn về thứ hai thì nó cũng về, nói chung là về tình yêu một tí. Thì trong một lần mình đi chơi với bạn gái của mình, thì hai đứa đang đi dạo trên đường đó, thì bạn ấy mới dấp chân. Thì theo quán tính thì lúc đó nếu như mình nghĩ mình to hơn thì có thể là mình đã đỡ được bạn đó một cách vững chắc hơn. Nhưng vì lúc đó mình quá ốm yếu cho nên là mình đã đỡ nhưng mà không đủ sức để giữ bạn đó lại, cho nên là buộc bà con anh đã té theo. Và sau lần đó thì những cái vấn đề cãi vã giữa hai đứa xoay quanh về vấn đề đó là nhiều, và lúc đó cuối cùng thì tụi quyết tâm thay đổi. Và sau đó Đạt về nhà là quyết tâm thay đổi bản thân, tập luyện, lao vào tập luyện. Rồi, như mình biết Đạt chia sẻ trước là Đạt đã thay đổi quá trình này trong vòng 4 tháng. Thế thì Đạt có thể chia sẻ 4 tháng này Đạt đã làm những gì để thay đổi bản thân? Thì ở đây mình chia sẻ về góc độ cá nhân của mình. Thì tháng đầu tiên của mình, lúc đó mình chỉ mới bắt đầu bước vào phòng tạ và mọi thứ đều mới mẻ với mình hết. Và lúc đó bản thân mình cũng chưa có những kiến thức gọi là đúng đắn nhất về những cái động tác tập hay là những cách thức ăn. Mình nghiên cứu trên mạng rất là nhiều, nhưng đó là những phương pháp của những người đã tập luyện chuyên nghiệp rồi, và họ đã có phương pháp riêng của họ rồi. Thì ở trên góc độ đó họ chỉ chia sẻ lại cái phương pháp đó cho mình. Thì mình xem rất là nhiều và mình áp dụng rất là nhiều. Và ngay cả khi mình áp dụng như vậy thì mình vẫn không có một kết quả tốt nhất được. Tại vì mình cứ không xem rất là nhiều người, đâm ra là nhiều phương pháp. Rồi có ngày mình tập phương pháp này, có ngày kia mình tập phương pháp kia. Thì kết quả đầu tiên nó sẽ rất là lâu lên. Và mình gọi cái tháng đầu tiên của mình là một cái tháng thử nghiệm. Và cho đến gần cuối tháng thì mình mới đúc kết ra được là mình phải xây, trong tháng đầu tiên mình đã xây dựng cho mình một cái phương pháp riêng cho mình. Và mình từ đó mình đã có bắt đầu một phương pháp riêng đó, là một cái chế độ ăn riêng cho mình. Thì tháng thứ hai mình bắt đầu áp dụng phương pháp đó cho bản thân, bắt đầu tập luyện điên cuồng và xây dựng cái lịch tập của mình. Rồi, Đạt có thể chia sẻ thêm là từ tháng thứ hai trở đi thì lịch tập của Đạt như thế nào? Ví dụ như là một tuần Đạt tập mấy buổi tập bao lâu không? Thì đó, bắt đầu tháng thứ hai, cái tuần đầu tiên mình chia ra, ví dụ mình chia ra là 2, 4, 6, mình sẽ tập dành cho tập 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều. Thì buổi sáng lúc mà mình dậy á thì cái cơ thể của mình nó rất là, nó đã tiêu hao năng lượng sẵn rồi. Thì điều đầu tiên sáng mình dậy, mình đi tập dành cho không có sức nhiều, thì mình sẽ ăn một trái chuối và mình bắt đầu mình đi tập những cái nhóm cơ phụ. Thì những cái nhóm cơ phụ ở đây là cơ vai, cơ tay trước và cơ bụng đó. Thì mình sẽ chú trọng tập vào những cái nhóm cơ đó. Và để sau một tính chiều thì sau một ngày mình đã nạp nhiều, rất là nhiều năng lượng, và cơ thể cũng đã hấp thụ và chừa ra một phần năng lượng dư. Thì mình buổi chiều mình sẽ tập nhóm cơ chính, đó là cơ ngực, cơ đùi, cơ mông hoặc là lưng xô đó. Còn về ngày thứ 3, thứ 5 thì mình sẽ dành một ngày thứ 3 thì có thể là mình sẽ tập buổi sáng tiếp, và mình sẽ tập cơ phụ dành cho buổi sáng.
đó, tại vì buổi sáng thứ hai mình đã tập nhóm cơ phụ rồi thì sau 24 tiếng thì cái nhóm cơ đó nó đã được reset rồi, đó thì hồi phục rồi, đúng rồi, thì qua ngày thứ ba mình sẽ tập cái nhóm cơ phụ đó tiếp. Và cái ngày thứ năm thì mình sẽ tập vào buổi chiều để mình dành tập cho cái nhóm cơ chính, thì nó sẽ luân phiên. Thì như vậy thì làm như vậy thì mình cảm giác là cái cơ của mình nó hồi phục rất là nhanh và nó tập cũng đảm bảo được cái buổi tập đó. Đó, còn thứ bảy chủ nhật là mình cái hai ngày của tuần, hai ngày đó mình gọi là hai ngày tăng cân của mình, là hai ngày đó mình sẽ ăn đúng theo chế độ, đảm bảo là chế độ ăn rất nhiều tinh bột và rất nhiều protein. Là hai ngày đó bạn có tập không? Không tập, không mình tập chỉ ăn thôi. Ok. À, mình có nghe được một cái thông tin là nếu mà muốn tập tăng cân thì nên tập vào buổi tối, còn nếu mà tập để giảm cân thì nên tập vào buổi sáng, thì thông tin này có đúng không? Thật ra là đó là điều hoàn toàn đúng. Tại vì có thể giải thích. Tại vì đó hồi nãy mình cũng có nói là khi buổi sáng là buổi tối mình đã ngủ dậy và buổi sáng thì trong cái quá trình ngủ thì cơ thể trao đổi chất và cũng có xảy ra cái quá trình đốt mỡ. Cơ thể mình luôn luôn xảy ra quá trình đốt mỡ. Cho nên khi sáng mình dậy thì sau một buổi tối cơ thể đã đốt mỡ hết và lấy gần như là hoàn toàn hết năng lượng rồi. Là thì khi mà mình lúc đó mình bắt đầu đi tập nữa thì cơ thể lúc đó mình chưa nạp năng lượng gì hết thì cơ thể buộc phải lấy thêm năng lượng để đảm bảo cho cái buổi tập đó. Thì cơ thể mình năng lượng là từ mỡ, sẽ lấy từ mỡ. Thì những cái lúc đó mình tập buổi sáng, những cái vùng nào mà mỡ thừa nhiều hoặc là những cái vùng mà cơ thể sử dụng tích trữ mỡ để tạo năng lượng thì thường là ở phần bụng đó, thì khi đó cơ thể tập luyện thì cái năng lượng cơ thể sẽ lấy trong buổi tập sẽ lấy hẳn năng lượng từ mỡ đó ra để đáp ứng năng lượng cho buổi tập. Thì nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình đốt mỡ hơn. Rồi tiếp theo Đạt có thể chia sẻ về cái trong cái những cái tháng tập luyện này thì cái chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn uống nó sẽ có thay đổi như thế nào không? Thì tất nhiên là sẽ có thay đổi dần. Thay đổi dần ở đây đó là ví dụ cơ thể mình cần nạp nhiều hơn carb, protein đó, hòa vào chất xơ nữa. Tại vì cơ của mình mỗi ngày mỗi tăng thì cũng giống như mình đắp một cái gì đó vào thì càng ngày nó phải càng đắp nhiều hơn để cho cơ mình nó to ra. Thì khi mà bạn ăn theo một chế độ mà bạn cảm thấy ăn 6 buổi nhưng mà mỗi lần bạn ăn đã quy định khẩu phần như đó, nhưng mà sau này cho tầm 1-2 tháng bạn ăn như thế mới đầu bạn cảm giác no, nhưng mà dần dần về sau bạn ăn bạn cảm thấy lưng lửng bụng hoặc là sau này nữa bạn sẽ cảm thấy đói, thì bạn phải bắt buộc tăng cái khẩu phần đó lên, tăng cái khẩu phần ăn đó lên nhiều hơn. Bạn ăn nhiều cơm hơn, bạn ăn nhiều thịt, cá, trứng nhiều hơn và bạn ăn thêm nhiều rau hơn để đáp ứng cho cái việc tăng cơ của mình. Nghĩa là phải ăn thật nhiều. Mình có phải kiêng những thức ăn, thức uống được không? Thì đó là, nếu như về kiêng là tùy mục tiêu của mỗi người. Ví dụ có bạn thì giống như mình là mình muốn tăng cân, thì mình sẽ ăn thoải mái, không kiêng một gì hết. Đúng vậy. Còn đối với những bạn mà thừa cân thì các bạn muốn siết xuống và các bạn muốn có một cơ thể khô hơn và ra nét cơ hơn, thì các bạn buộc phải ăn theo một chế độ rất là rất cái cắt cao. Đó là thì cái chế độ đó thì mình được biết là các bạn cũng chỉ là sẽ giảm tinh bột, ăn nhiều protein và tập luyện nhiều hơn, ăn say hơn, và tập vào buổi sáng nhiều hơn. Một câu hỏi nữa là sau khi mà 4 tháng tập luyện này thì cái cuộc sống của Đạt nó có bị thay đổi nhiều không? Nó có ảnh hưởng hoặc là những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày nó đã thay đổi như thế nào? Thì nói về cái sự thay đổi thì nó thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên là mình cảm thấy tự tin hơn. Cái thứ hai là mình có thấy được những nhiều cơ hội việc làm hơn và nhiều, và có thể là nắm chắc hơn những cái cơ hội đến với mình. Cái thứ ba đó là những cái thói quen tốt bắt đầu hình thành, nó tự hình thành cho bản thân mình. Ví dụ giống như bây giờ 11, ngày xưa mình ngủ rất là trễ, 1-2 giờ hoặc là thức tới sáng mình chơi game, đó là chuyện bình thường. Nhưng còn bây giờ nếu mà kêu mình thức tới sáng mình thức không nổi. Thật sự, tại vì tới tầm 11 giờ là mình đã ngáp và mình đã rất muốn đi ngủ rồi. Thì tại vì khi mình tập luyện mình mất năng lượng thì cơ thể cần một cái sự nghỉ ngơi. Thì đó, khi mà bạn tập như vậy thì
cơ thể nó sẽ tự động nhắc nhở bạn, cho nên là nó sẽ hình thành dần dần cái thói quen đi ngủ sớm và thức dậy sớm cho mình đó, và nó rất là tốt cho sức khỏe. Có một cái vấn đề mà hầu hết cả các bạn mới vô tập luyện gặp phải, đó là vấn đề chấn thương, có nghĩa là sau 1-2 buổi tập đầu tiên về rất là đau cơ và không thể nào muốn đi tập, thậm chí là không đi được nữa. Thế thì Đạt có lời khuyên dành cho các bạn ấy không? Cái lời khuyên của mình ở đây đó là các bạn phải chấp nhận cái chuyện đó. Ừ. Tại vì mình có một câu nói là no pain no gain. Ừ. Có nghĩa là không đau thương thì không có kết quả. Ừ. Cách nào cũng vậy, nó cũng phải cần có quá trình. Các bạn phải chấp nhận, chịu đựng thì sau này thành quả của các bạn đạt được, nó mới trái ngọt được. Ừ. Cho nên về cái việc mà đau cơ đó là chuyện bình thường. Ừ. Đối với mình hiện tại mình tập mình vẫn thấy rất là uể oải, thấy rất là đau, nhưng mình phải nghĩ tới cái mục tiêu của mình là gì. Ừ. Cho nên cái sự khác biệt ở đây đó là các bạn chịu đựng hơn được hơn những người khác như thế nào thì cái cơ thể của bạn nó sẽ đẹp hơn những người khác. Hồi xưa lúc mà mình học đại học á thì Chiến thấy Chiến cao hơn Đạt một chút, nhưng mà gần lại đây thì mình lại thấy Đạt lại cao hơn. Có phải là Đạt do Đạt đi tập luyện, tập gym, tập luyện sức khỏe mà chiều cao nó tăng lên không? Thật ra đó, về chiều cao thì nói về chiều cao nó có rất là nhiều cái cách để mà hack cái chiều cao. Ừ. Không phải là tự nhiên mình tăng lên, mà tại vì ngày xưa mình ốm thì mình rất là thiếu tự tin, và khi đó cái tướng đứng của mình nó cũng thiếu tự tin, nó không có một cái thần thái. Đó là cái thứ nhất. Tại vì đối với một người ốm, cái mà để cho người ta trong mình cao hơn đó là cái phần ngực. Ừ. Nhưng mà khi mình ốm như vậy và cái phần vai của mình, lúc đó cái phần vai mình không có to thì nó sẽ bị suông xuống. Ừ. Và phần ngực không có thì lúc đó mình sẽ bị khù xuống như vậy. Ừ. Và cái phần lưng, lúc đó mình không có tập phần lưng thì lưng của mình lúc nào cũng hơi khom xuống vậy. Và mình lúc đó mình bận những cái áo rất là rộng, cho nên là các bạn nhìn vào thì nó sẽ bị thu ngọn. Ừ. Gọn cái chiều cao của mình xuống. Ừ. Nhưng khi mình tập luyện rồi á thì bắt đầu nó chỉnh cái thế đứng cho mình, đó là cái ngực của mình lên thì bắt đầu tiện tự động mình cái ngực mình cứ xô cái ngực lên nha, và cái phần lưng của mình lúc nào cũng tự đẩy lên, tại vì cái nhóm cơ ở đây nếu như mình khung xuống thì mình cảm giác nó bị gồ lên rồi. Ừ. Cho nên là mình phải lúc nào cũng phải ưỡn lên như thế này, tại vì cho nó thẳng để mình không có khó chịu. Ừ. Đó thì cái vai của mình nó cũng to ra thì nó sẽ được nhịn cái phần cơ, nó sẽ đẩy cái phần cơ lên thì cái vai nó sẽ cao lên một tí. Đó thì từ đó cái phần khớp lưng ở đây, đó cái phần khớp lưng đây nè sẽ được đẩy lên. Ừ. Thì lúc đó là nó sẽ đúng cái chiều cao của mình. Thật sự ngày xưa mình có cao lên nhưng mà chỉ có một cao lên cái chừng 1 cm thôi, nó không có nhiều đâu. À. Tại vì chẳng qua là cái thần thái và cái sự tự tin của mình nó tăng lên, nó tăng lên cho nên người ta thấy mình cao lên. Ừ. Đó là như vậy. Đạt có thêm lời khuyên nào dành cho các bạn không? Mình có một câu nói như thế này, đó là các bạn hãy dùng sự đau thương để mà vẽ lên một cái bức tranh vĩ đại cho bản thân của mỗi người. Đó là như vậy. Ok, rồi. Cảm ơn buổi chia sẻ rất là hữu ích của bạn Đạt. Và nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc là có những cái thảo luận, đóng góp ý kiến về cái chủ đề này thì các bạn có thể comment hoặc là gửi tin nhắn cho chúng tôi để chúng ta cùng trao đổi sâu hơn về chủ đề này ở trong những buổi trò chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.